Xin chào anh em yêu cờ. Trong binh thư có nói, biết người biết ta, trăm trận không bại. Quá cung pháo là thế trận đúng theo tiêu chuẩn như vậy, với chủ trương lấy nhu thắng cương theo kiểu thái cực quyền của Trương Tam Phong. Thế trận này diễn biến rất nhẹ nhàng, với phong thái từ từ tiến lên. Vì thế, những cao thủ có nội lực phi phàm sẽ dùng trận này để từ từ lấn át đối thủ và thắng về cơ tản. Mặt khác, do đặc thù của trận này rất uyển chuyển nên có thể dùng để thủ hòa khi gặp các cao thủ có trình độ hơn chúng ta. Nói tóm lại, quá cung pháo là một thế trận hay. Chúng ta cần nghiên cứu và học tập. Video này có 4 ván cờ với các cao thủ hàng đầu thế giới như Tử Siêu, Hồng Chí, Uông Dương, Phương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng. Hy vọng sẽ giúp anh em nâng cao kỹ nghệ. Mời anh em cùng bước vào trận đầu tiên. Sau khi trọng tài bấm giờ thi đấu, hai đại cao thủ hùng dũng lao vào nhau, đúng là hoa sơn đỏ kiếm. Với quyền tiên thủ, anh Xuyên Béo thi triển thủ pháp quá cung. Mấy năm gần đây, bên cạnh thế trận ông tiên chỉ địa phi tượng cuộc thì quá cung pháo được sử dụng rất nhiều. Bởi lẽ thế trận này nhẹ nhàng, uyển chuyển, dễ dàng chiếm tiên thủ, thích hợp với các trận cờ cần sự chặt chẽ, đấu nhau về đường dài. Để đối phó thì bên đen có thể đóng tả trung pháo hoặc triển khai lộ mã, cũng như đòn kim câu pháo như cái cách mà kỳ tiên Hồ Vinh Hoa đã từng thắng kỳ thánh Lý Lai Quần trong một trận cờ được gọi là Thái Cực Quyền lừng danh. Trong trận thực chiến này, cô Tô Phi Ưng Từ Siêu quyết chiếm tiên thủ, thúc binh lộ 7, mở thông đường cho mã trong tương lai. Về phần Tưởng Xuyên, anh bình tĩnh lao mã lên lộ 3, Từ Siêu nhanh như cắt lao mã lên ngay. Họ Tưởng xuất xe chiếm lộ đẹp, Từ Siêu cũng nhanh chóng ra xe, cơ động quân mạnh. Tưởng Xuyên được người đời mệnh danh là bố cuộc chuyên gia, anh bình tĩnh đu xe tuần hà là thủ pháp rất phổ biến của thế trận quá cung pháo. Từ Siêu cũng không kém, quyết tâm bình pháo mời đấu xe mạnh của họ Tưởng. Rõ ràng bên đỏ mà đấu xe thì quá mất nước, bởi vậy anh ta điều xe vào lộ 4, chấp nhận nhiều một chiêu. Từ Siêu nhanh chóng chạy pháo vào khe sĩ, sau này xe lao mã lên tạo thành bố cuộc phản cung mã, đồng thời cánh trái xe mạnh đã ra. Chiến lược gia quân của Từ Siêu rất bài bản, căn cơ vững chắc, tựa như không có điểm sơ hở. Tưởng Xuyên rất bình tĩnh lao mã lên đường biên. Sau khi Từ Siêu xuất động chiến mã, Tưởng Xuyên lao tốt lên, ý định phóng mã qua lộ 8, mục tiêu ngăn đối phương ra trực xe. Từ Siêu biết rõ điều đó, anh không hề e sợ, tấn tam binh khai thông cho mã vị xấu. Không nói nhiều, Tưởng Xuyên lao mã lên bản hà. Nếu như lúc này Từ Siêu tượng 3 tấn 5 với tư duy xe lộ 1 có thể náu vào lộ 3 khi bị đối thủ công giáp thì cuộc cờ đã khác rất nhiều. Thực chiến anh cứ hồn nhiên lao tượng 7 tấn 5, điều này khiến xe lộ 1 khó di chuyển, tạo điều kiện cho Tưởng Xuyên công kích. Ngọc Diện Thần Quân quyết so tài khai cuộc với cô Tô Phi Ưng, anh ta phế tốt biên ngay, nước này khiến Từ Siêu đứng hình vài giây. Tuy nhiên họ Từ cũng là bố cuộc chuyên gia, anh đâu ngại lập tức ăn tốt biên lên ngay. Kịch hay bắt đầu từ đây, Tưởng Xuyên điều pháo đuổi xe, Từ Siêu lại chẳng thèm lên tượng, âm thầm xuất xe ngay. Chẳng nhẽ anh không biết đối thủ còn có đòn bình pháo qua truy kích xe của anh chăng? Tất nhiên Từ Siêu biết hết, bởi vì anh còn có thủ pháp lao mã lên để cản lại. Anh Xuyên Béo bỗng nghĩ ra kế thâm hiểm, âm thầm thoái pháo lộ 9, ý định điều qua lộ 8 làm gọi em mã của cô Tô Phi Ưng. Từ Siêu cũng chẳng phải đậu vừa giang, phóng tốt biên qua sông rất dứt khoát và hùng dũng. Anh quyết chơi một trận tất tay, được ăn cả ngã về mò. Sau khi Tưởng Xuyên điều pháo bắt mã, bên đỏ lui mã không được vì sẽ mất xe. Từ Siêu định bụng sẽ chạy xe vào góc, rồi họ ăn mã của mình lại điều pháo qua lộ 2, cô liền ba quân của họ. Tuy rằng chưa bắt lại được quân ngay, nhưng với việc cô quân và có tốt qua sông,
họ cũng khó thoát lắm chứ. Cơ hồ hình cờ khi đó khá phức tạp, đó lại không phải là phong cách ưa thích của anh rồi. Tiếp đó anh nghĩ đến phương án điều vào ra bắt lại ma. Nhìn kỹ anh thấy rằng họ sẽ ăn tốt của mình. Khi đó mình bắt ma họ, họ phật pháo lên thì càng thất thế nặng nề. Xe lúc đó biết đi đâu về đâu. Còn như mình không ăn pháo lên mà phế tốt ba để tìm đường che ma, tất yếu họ vẫn ăn tốt lên. Ta chạy ma về thì họ đấu quân, ta thoái ma về ăn lại quân. Tuy rằng quân mạnh là ngang nhau mà thế cờ bị lép rõ ràng. Từ Siêu chợt nhớ rằng có lần mình xem bác vịt ú cờ tướng bình cờ, bác có nói một đổi hai thì dây khoai anh cũng ừ, việc gì ta phải xoắn. Bởi vậy anh làm ngay em ma mà không suy nghĩ nhiều. Tưởng xuyên mình thầm quả này mình ngon rồi. Bước đầu anh bắt lại quân tốt và ham mê bắt xe của cô Tô Phi Hưng. Từ Siêu thoái ma về, Tưởng Xuyên ăn xe ngay. Từ Siêu cũng bắt lại em pháo. Sau khi bắt hơn xe mạnh, Tưởng Xuyên rất hưng phấn, cơ hội thắng đã mở ra rồi. Về phần Từ Siêu với bản lĩnh của Kỳ Vương, đâu hề e ngại, di bất biến, ứng vạn biến. Đến lượt Tưởng Xuyên ra đòn, anh thấy rằng mã lộ ba còn yếu, anh thúc Tam Minh lên. Nếu như Từ Siêu đấu tốt thì Tưởng Xuyên khai thông được lộ mã và xe lại chiếm vị đẹp, đó là điều anh không hề mong muốn. Bởi vậy phế tốt ngay, đưa xe qua hà để tranh tiên chiếm lộ. Tưởng Xuyên ăn tốt qua sông, Từ Siêu bình xe bắt mã và bắt tốt, buộc lòng Tưởng phải nâng xe lộ chín lên phòng thủ chiến mã. Lúc này Từ Siêu hoàn toàn có thể ăn xe về tốt, nhưng khát khao chiến thắng của anh là rất lớn, không vội ăn tốt, lao ma lên lộ ba, ý đồ ma ba tấn bốn đuổi xe của đỏ. Kỳ thực nước lao ma có phần hơi vội vàng của cô Tô Phi Hưng. Thực tế cơ hội đang đến với Tưởng Xuyên, nếu bình tĩnh hơn anh có thể điều xe chín và lộ sáu ngăn cản âm mưu của Từ Siêu ép bên đen phải lên sĩ. Sau đó anh đi tốt ba bình bốn, giữ chặt tốt qua sông thì bên Từ Siêu lép mất rồi. Thực chiến anh lại chạy xe bốn bình sáu, Từ Siêu lên sĩ đỡ. Sau đó anh thoái pháo về, mục tiêu điều qua để kích xe. Tất nhiên Từ Siêu đâu để phí, anh diệt tốt ngay. Tưởng Xuyên điều pháo đuổi xe, tất yếu Từ Siêu phải chạy xe. Tưởng Béo cậy mình nhiều thịt, định bụng lấy thịt để người ép Từ Siêu phải đổi cây. Từ Siêu tuy thân hình mỏng manh nhưng đánh võng khá khéo, anh chạy xe ngay. Tưởng Xuyên tạm thời buông tha lên sĩ củng cố trung lộ. Từ Siêu vút mã lên bản hà, lăm le diệt tốt lộ 7 của Tưởng Xuyên. Vấn đề lúc này của họ Tưởng có thể nổ pháo lên mã rồi cắm xe bắt đôi được chăng? Nếu đi như vậy, đen sen pháo qua, đỏ tấn xe bắt đôi thì đen điều xe ra giữ pháo, đồng thời bắt mã lộ 3 của đỏ, rõ ràng vẫn chỉ là đổi cây. Đối với các cao thủ khi ra đoàn tuyệt đối phải kín miếng. Bởi vậy anh âm thầm lao xe xuống áp sát em mã rồi tùy cơ hành sự. Ai dè Từ Siêu chỉ cần nhìn qua nước dưa là biết âm mưu của đối thủ. Anh nhẹ nhàng thoái pháo về, sẵn sàng điều pháo vào để công kích. Thấy rằng âm mưu đã lộ, Tưởng Béo lại thực hiện mưu khác lấy thịt để người, điều xe ép đấu. Thấy đối thủ chơi nhây quá, Từ Siêu bực lắm, mà anh thấy rằng mình vẫn có thể kiếm chắc được, vậy nên đấu xe ngay. Sau khi Tưởng Xuyên ăn xi lên, bỗng nhiên em tốt đầu không còn quân bảo vệ. Từ Siêu bút sức mạnh lên siêu xe ra blue tung đoàn diệt tốt đầu ngay. Nếu bình tĩnh hơn, Tưởng Xuyên vút pháo diệt ma, ép họ ăn pháo lên rồi mới lao ma tấn công thì có vẻ hợp lý lắm. Bởi vì đối phương có thoái mã về bắt sĩ và đuổi xe, bên đỏ có chiêu cắm xe chiếu ép họ về sĩ rồi anh lên sĩ tạo trận địa ổn định thì hay quá. Trận này Tưởng Xuyên đã bị hút theo lối chơi của đối thủ, anh nóng trong người quyết tâm lao ma lên để đối công. Ai dè cô Tô Phi Hưng tung đòn đấu chuyển tinh di, thoái mã đuổi xe và bắt sĩ. Thật là đen, MC không thể chiếu tướng cũng không thể phòng thủ. Đòn đánh của Từ Siêu ảo tung chảo khiến Tưởng Xuyên choáng váng.
Anh đành lao xe xuống để kèm pháo đồng biên. Cơ mà pháo đen đã có mã bảo vệ rồi. Bởi vậy Từ Siêu rất hùng dũng, vút mã đạp sĩ, gọi đoàn chiếu tướng. Tưởng Xuyên buộc phải ngoi tướng lên. Bấy giờ Từ Siêu mượn gió bẻ măng, lao pháo ăn tốt. Anh tổ chức pha phản công đường biên đúng theo kiểu phong cách của ngoại hạng Anh. Tưởng Xuyên tạm nhường một chiêu tượng 3 tấn 5 làm giày trung lộ. Đã thế cô Tô Phi Hưng đạp mã bàn hà, thi triển thủ pháp thủy tượng phiêu thật là đa mắt. Tưởng Xuyên có phần hơi bị động. Anh thoái xe đổi mã, chẳng khác nào đuổi ngựa đằng sau. Được thế cô Tô Phi Hưng đạp mã hí vang sông nước, lao mã sang sông để tấn công. Hóa ra Tưởng Xuyên có phục binh. Anh xuất tướng đuổi mã, ép Từ Siêu mã thoái lui. Sau đó anh nâng pháo lên định bụng bắt đôi. Thủ pháp lừa tình của Tưởng Xuyên thật là sâu, không hổ danh là đại cao thủ. Nhưng nó không làm khó được cô Tô Phi Hưng. Anh đang khát khao chiến thắng, âm thầm thoái pháo phòng thủ. Nếu lúc này Tưởng Xuyên đấu quân thì đỏ còn xe mã đeo pháo mã bền sĩ tịnh. Tưởng Xuyên đâu cam lòng, anh muốn thắng cơ mà. Anh hùng dũng lao mã qua sông, mở thông mặt tướng, phục đoàn tấn xe chiếu và bác sĩ. Người ta vẫn có câu, muốn săn mồi thì phải kiên nhẫn, thả con săn sắt, bắt con cá ruốc. Từ Siêu nhẹ nhàng thoái tượng về thủ. Anh đi xong lại giả vờ như mình đang bị nhầm rồi. Tưởng Xuyên tưởng ngon, lao pháo ăn tượng ngay. Chỉ đợi có vậy, Từ Siêu điều pháo quan lộ 6 soi mặt tướng đỏ. Hóa ra đó là đoàn hồi mã thương. Tưởng Xuyên mặt thất thần, y như là La Bố bị Tào Tháo dùng nước vây thành năm xưa, quá nguy cấp rồi. Hình cơ lúc này là Siêu đối công. Tưởng Xuyên biết rằng không thể phòng thủ bị động, anh lao xe xuống định đánh đoàn pháo lăn nhằm vạt hết bộ lông của cô Tô Phi Hưng. Ai dè Từ Siêu có đoàn lao mã chiếu quá hay và xuất sắc. Bởi vì Tưởng Xuyên ăn tướng lên, Từ Siêu đóng pháo vào là tạo thành pháo lồng Hương Yên tuyệt sát ngay. Có lẽ nước đỡ hợp lý nhất của bên đỏ chính là đoàn thoái mã về thủ. Khi đó đen sẽ lăng mã xuống để gọi đoàn chiếu tướng. Bên đỏ có hai cách phòng thủ như trong hình. Cách số 1 là chạy mã, cách thứ 2 là vào tướng. Với phương án bên đỏ vào tướng, đen lăng mã chiếu xuống tướng có vẻ không hay, vì đối thủ sẽ thoái mã khai sĩ để chiếu. Còn như bên đỏ xuất tướng, đen lao mã chiếu ép tướng đỏ lên, rồi đen tung đoàn điều pháo qua lộ 8 để hỏi chiêu sát. Bên đỏ rơi vào tình thế vô phương cứu chữa. Hướng đỡ khả dĩ của đỏ lúc này sẽ là thay vì vào tướng, đỏ nhảy mã về để phòng thủ. Khi đó Từ Siêu vẫn có đoàn thoái mã chiếu cực dị, lại là khó khăn cho bên đỏ. Bởi vì nếu vào tướng sẽ có đoàn đóng pháo vào chiếu, đỏ phải chê tượng, tiếp đó là đoàn lăng mã chiếu, đỏ về tượng, đen lăng mã lộ 3 chiếu, do là lưng chiếu ép tướng phải xuất. Tiếp đó đen lao mã lộ 6 để chiếu ép tướng bên đỏ lên lầu 3, đen lại chạy pháo qua lộ 2, phục đoàn sát cuộc, bên đỏ sẽ thua. Bởi vậy tính toán đủ đường, đỏ chỉ có cách thoái mã về đỡ, còn đen sẽ thoái mã chiếu để bắt xe. Sau khi bên đỏ ăn mã, đen bắt lại MC. Với việc hơn quân, bên đen sẽ thắng về tàn. Kết luận, phương án thoái mã về đỡ ở nước cờ thứ 37 được đánh giá là mạnh nhất, nhưng bên đỏ cứ lép mà thua. Vậy vấn đề đặt ra, trong thực chiến, bên đỏ đỡ theo hướng nào đây? Quả là một câu hỏi khó và xoắn não. Tưởng Xuyên cứ đi ninh rằng vào tướng an toàn hơn, nhưng anh đâu hay Từ Siêu còn đòn đóng pháo chiếu tướng, quân pháo từ trên trời rơi xuống quá kịp lúc và đúng thời điểm. Tưởng Xuyên buộc phải chạy tượng, Từ Siêu lao mã chiếu, Tưởng Xuyên đành đưa tướng lên lầu 3. Chưa dừng lại ở đó, chiến mã của Từ Siêu tiếp tục khuấy động bằng tuyệt chiêu móc hậu. Tướng bên đỏ giờ chỉ có 3 cách như trong mình, đó là ăn mã của đen xuống tướng và hướng cuối cùng là chạy tướng qua lộ 6. Nếu bên đỏ xuống tướng, đen thoái mã về chiếu, xuất tướng thì pháo vô qua là sát cục. Còn trường hợp xuống tướng, đen thoái mã về chiếu vẫn là sát cục. Kết luận, phương án xuống tướng, bên đỏ vẫn thua mà thôi.
Còn phương án bên đỏ ăn mát thì sao? Đen vỗ pháo chiếu là sát cục ngay. Thực chiến, Tử Xuyên chạy tướng qua lộ 6. Từ Siêu có đòn chạy pháo ra cực chất. Tử Xuyên cố đấm ăn xôi, làm MC gọi đòn chiếu tướng. Từ Siêu thoái si về. Lúc này, bên Tử Xuyên bị hai đường sát. Một là chạy pháo qua chiếu, tạo thành pháo lồng Hương Yên. Hai là thoái mã về lộ 4, phối hợp với pháo để công sát. Trong thực chiến, Tử Xuyên thoái xe về. Bên đen lăng mã chiếu, tạo ra sát cục pháo mã Sơn Hùng cực kỳ hay và quá man nhãn. Từ cầm đỏ đi tiên, kỳ thánh bày trận thái cực quyền là quá cung pháo. Hồng Chí mang ngay tuyệt kỹ trong Mai Hao Phổ ra thị trận, đóng ngay tả trung pháo. Kỳ thánh bình tĩnh xuất động lộ mã, Hồng Chí cũng nhảy chiến mã. Kỳ thánh nhanh chóng ra sủ lục. Thông thường về mặt khai cuộc, bên hậu thường có biến là hoành xe. Tuy nhiên trong trận thực chiến, Hồng Chí bình tĩnh nhảy chính mã. Kỳ thánh lên chính mã, lúc này Hồng Chí mới xuất động lộ xe. Về phần mình, Kỳ thánh liên sĩ để củng cố trung lộ. Đây là lối đánh vững chắc thường thấy trong quá cung pháo. Và theo sách thì Hồng Chí điều xe sang lộ 4 để nhòm pháo này. Đồng thời tương lai phục chiến lược tốt 5 tấn 1 để nhảy mã lên và tấn công vào trung lộ. Để đối phó với biến thể này, đa phần bên tiên có 3 đường hướng. Đường hướng thứ nhất đó là xe 8 tấn 4. Và đường hướng số 2 cần phải kể đến đó là tốt 7 tấn 1. Về hai đường hướng này, sau này mình sẽ có các video phân tích kỹ cho anh em. Trong trận thực chiến này, Kỳ thánh sử dụng biến pháo 8 tấn 2 tuần hà pháo, một biến thể rất hay với mục tiêu là tương lai sẽ nhòm vào lộ mã 3 và lộ mã 7 của bên hậu. Nước cờ tuần hà pháo là một nước cờ hay gặp trong các trận đấu giang hồ. Tuy nhiên nó lại được Kỳ thánh đưa vào trong một trận đấu chính thức và trước một đối thủ cực mạnh, đó là loạn chiến vương Hồng Chí. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị khai cuộc khá tin tưởng của ông. Và tất nhiên Hồng Chí cũng không phải tay vừa ngay lập tức lao xe lên đuổi pháo với mục tiêu dụ cho bên tiên đi pháo 8 bình 7. Khi đó thì Hồng Chí sẽ thoái mã về cùng. Và để chiếm tiên thì tất nhiên là bên tiên sẽ xuất xe và bên hậu cũng xuất xe theo. Các bạn có thể thấy là tương lai bên hậu sẽ có thủ đoạn đi tốt 7 tấn 1 để đuổi pháo. Và đó là điều mà Hồng Chí rất mong muốn. Tuy nhiên Kỳ thánh là một bậc đại tông sư, do đó không thể đi nước cờ pháo 8 bình 7 được. Ngay lập tức có chiến lược phế trước đoạt sau rất hay, đó là tốt 7 tấn 1. Và tất nhiên bên hậu buộc phải ăn tốt rồi, bởi vì chạy xe sẽ mất nước. Sau khi ăn tốt thì Kỳ thánh tấn xe để giữ mã. Và đứng trước nước cờ này thì các bạn có thể thấy để tấn công tiếp thì bên hậu phải có thủ đoạn là thúc trung binh để tương lai nhảy mã lên ngũ. Đó là chiến lược mà bên tả trung pháo hay dùng. Còn về phần mình, Kỳ thánh nhẹ nhàng lên tịnh. Sau khi xe của đối phương chạy thì ngay lập tức điều pháo sang lộ 4, một nước cờ rất mềm mại, lưu thủy hành vân. Nước cờ này có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là phục chiến lược, pháo 4 tấn 3 để bắt quân mã 7 của bên hậu. Mục tiêu thứ hai là thoái pháo về đuổi xe. Còn về phần mình, Hồng Chí buộc phải nhảy mã lên ngũ. Chỉ chờ có vậy, Kỳ thánh ngay lập tức thoái pháo đuổi xe. Sau khi xe chạy về, lúc đó Kỳ thánh chiếm tiên bằng nước cờ xuất xe, pháo chạy qua. Các bạn đang nhận thấy rằng Hồng Chí đang có thủ đoạn dùng xe để ăn mã của Kỳ thánh. Rất nhanh chóng Kỳ thánh lao mã lên để tương lai tiêu diệt quân mã trung tâm của Hồng Chí. Nước cờ lúc này bên hậu chắc chắn sẽ đi, đó chính là thúc trung binh. Một màn đổi cây sẽ diễn ra. Sau khi đổi cây thì nước cờ cần phải đi của bên tiên ngay lập tức, đó chính là thúc binh lên. Các bạn để ý là lúc này Hồng Chí không thể ăn pháo 5 lên, bởi vì sẽ bị bên Kỳ thánh đóng pháo 4 bình 5 và sẽ bị mất tiên ngay. Do đó Hồng Chí bước đầu tiên tấn xe đuổi pháo. Kỳ thánh chạy pháo rất khéo, ngay lập tức chạy pháo lên 2 nấc. Lúc này Hồng Chí ăn pháo lên, chiếm thế pháo đầu. Vậy là mặc dù đi sau nhưng Hồng Chí đánh rất chủ động. Tuy nhiên là trong hình trận của Hồng Chí có một điểm yếu, đó là giữa quân pháo 5 và quân mã 5. Vì thế Kỳ thánh khai thác vào điểm yếu này bằng nước cờ pháo 4 bình 5. Theo hướng tư duy thông thường chúng ta thường nghĩ đến trong trường hợp này, đó chính là đóng trung pháo vào. Nếu đi theo biến thể này thì Hồng Chí nghĩ rằng Kỳ thánh sẽ không đi pháo 5 tấn 2
mà sẽ đi nước cờ khác, đó chính là C8 Tân Hải. Lúc này nếu mà Hồng Chí ăn lên pháo thì Kình Thánh sẽ ngay lập tức C8 Bình 5 đuổi pháo mã để chống đỡ, thì buộc bên Hồng Chí phải thoái xe về. Và Kỳ Thánh sẽ có thủ đoạn chiếm tiên bằng nước cờ binh 3 tấn 1, tương lai sẽ lao mã 3 tấn 4 lên đuổi mã. Có thể thấy là bên Kỳ Thánh chiếm các vị trí đẹp hơn trên bàn cờ. Hồng Chí nổi danh với lối đánh công sát máu lửa, vì thế được đặt biệt danh là Loạn Chiến Vương. Trong tình trận này mới lao ra một nước cực độc ác, đó là lao mã 5 tấn 3. Một nước cờ hết như lối đánh của Kiêu Ma Chí trong bộ truyện Thiên Long Bát Bộ. Đây là một cạm bẫy rất ác dành cho Kỳ Thánh. Lúc này Kỳ Thánh sơ hở mà lao xe lên với mục tiêu là dọa chiếu tướng rồi chiếu rút, thì bên Hồng Chí sẽ tung ra tuyệt chiêu, đó chính là cắm xe chiếu tướng. Đứng trước nước cờ này buộc bên tiên phải thoái pháo về, và khi đó sẽ lăng mã sang. Các bạn có thể thấy đang phục rất nhiều đường chiếu hết. Nước cờ chiếu hết thứ nhất đó là mã 4 tấn 3, nước cờ chiếu hết thứ hai là mã 4 tấn 6. Đứng trước nước cờ này, nếu bên tiên mà chiếu tướng thì sẽ nhẹ nhàng lên sĩ. Lúc này bên tiên có hai biến, biến thứ nhất là ăn pháo, thì bên hậu chỉ cần lên tịnh. Các bạn có thể thấy là bên tiên không còn cách nào để phòng thủ với hai nước chiếu hết. Còn trong trường hợp thứ hai đó là đi C5 bình 3, đứng trước nước cờ này thì bên hậu chỉ cần về sĩ. Vậy là bên tiên cũng không có cách nào để phòng thủ. Do đó mới thấy ở giai đoạn này nước cờ phi mã lên của Hồng Chí quả là không đơn giản một chút nào. Đó là một cạm bẫy cực kỳ thâm hiểm. Nhưng Kỳ Thánh là một đại tông sư, không thể dính bẫy một cách đơn giản như vậy. Nhanh chóng lao mã lên ngũ. Đứng trước nước cờ lao mã lên ngũ thì những đòn tấn công của Hồng Chí không còn tác dụng. Tuy nhiên hết chiêu này anh lại bày ra chiêu khác, nhanh chóng đi C1 tấn 1 để tương lai C1 bình 4 tập kết vào lộ pháo yếu này. Đó chính là cái thủ pháp mà bên hậu thường dùng để đối phó với bên tiên. Lúc này mới thể hiện tài năng của Kỳ Thánh. Thông thường thì chúng ta sẽ tư duy đến việc là đi C2 tấn 7 để có thể chiếu rút. Tuy nhiên Kỳ Thánh có suy nghĩ rất khác chúng ta, giữ quân C2 này để phòng thủ mà lao C8 lên. Đó là tài năng của bậc thiên tài. Các bạn muốn biết tài năng ra sao thì tiếp tục theo dõi. Lúc này thì Hồng Chí điều xe vào lộ 4 để tập kết vào lộ pháo, và Kỳ Thánh nhanh chóng C8 tấn 4. Bởi vì Kỳ Thánh nhận rõ rằng quân pháo đầu chính là một quân pháo cực kỳ nguy hiểm, và Hồng Chí biết rõ rằng để mà tấn công thì mình cũng phải giữ quân pháo này, do đó mới điều xe lên. Đây là một hình cờ đôi công phức tạp. Mình sẽ dành cho các bạn khoảng 5 giây để cùng suy nghĩ về cách tấn công của Kỳ Thánh nhé. Rồi, thời gian đã hết. Cùng phân tích thì các bạn có thể thấy Kỳ Thánh có thể ăn quân pháo của đối thủ hay không? Đó chính là câu hỏi lớn. Bởi vì khi ăn quân pháo này thì quân xe sẽ bị chìm xuống, và tất nhiên đối phương sẽ lăng mã 3 tấn 2, tập trung 2 xe 1 mã. Thì liệu rằng Kỳ Thánh có chống đỡ được hay không? Tuy nhiên Kỳ Thánh quả là tính toán sâu xa, vẫn điềm nhiên mà ăn pháo. Hồng Chí mỉm cười lao mã qua, nhưng tưởng là có thể tiêu diệt được Kỳ Thánh. Tuy nhiên anh lầm, bởi vì Kỳ Thánh chiếu tướng. Sau khi anh lên sĩ thì mới chạy xe qua. Lúc này vấn đề đặt ra là bên Hồng Chí có nên lên tịnh để ổn định hình cờ hay không. Khi anh đi phương án này, nếu mà bên Kỳ Thánh manh động mà tấn xe để tương lai đánh vào ngũ, thì Hồng Chí sẽ ra đòn trước bằng nước cờ tấn xe chiếu tướng. Chỉ còn nước cờ ăn tịnh về mà thôi. Lúc đó thì Hồng Chí sẽ chiếu tướng, buộc phải xuất tướng và lăng mã chiếu tướng. Vào tướng thì tấn xe cục luôn. Các bạn thấy nước cờ nó rất độc ở trong hình thế này. Do đó nước cờ hợp lý nhất mà bên Kỳ Thánh cần phải đi lúc này chỉ còn con đường xuất tướng. Và tất nhiên là bên hậu sẽ tư duy đến việc là điều xe vào, và tương lai có thể vỗ thẳng mã vào pháo là có thể tiêu diệt đối thủ. Nhưng đó mới là cái hay của ván cờ. Bởi vì trong hình thế này Kỳ Thánh có đoàn phản công cực độc, đó là C8 tân 1. Đứng trước đoàn này đang phục chiến lược là dã thẳng xe vào tâm, nếu ăn sĩ lên là C2 tấn 5 là cục ngay. Đứng trước đoàn cực độc này thì bên hậu sẽ chỉ có 3 biến. Biến thứ nhất
là xuất tướng trước. Thế thì Kỳ Thánh sẽ nhẹ nhàng thoái xe về ăn mã. Rõ ràng là quân Pháo lúc này nó mới phát huy tối đa công lực. Đứng trước đòn này thì bên hậu không ăn xe được, chỉ còn cách buông cờ mà thôi. Bến thể số 2 cần phải xét đến, đó chính là lăng thẳng mã vào Pháo. Đang phục chiến lược là nhảy mã là sát cuộc. Đứng trước đòn này thì tất nhiên là sẽ bị ăn thẳng xe vào tâm. Xuất tướng thì cắm xe xuống, lên tướng thì xe 2 tấn 4 chỉ còn đoàn liên sĩ, đánh thẳng vào sĩ là cục mà thôi. Do đó chúng ta xét thêm một biến thể khác, đó là ăn xe xuống thì ăn sĩ lên, chiêu tướng thì vào tướng mà thôi. Lăng mã chiếu thì lên tướng, lúc này sẽ xuất tướng để phục chiến lược là chiếu xe. Thì lúc này bên tiền vẫn còn đó một cách phòng thủ cực hay, đó chính là thoái xe về để bắn mã. Các bạn thấy nước cờ nó rất hay. Lúc này thì chiếu tướng thì về tướng, mà điều xe qua thì tất nhiên là sẽ phế xe ngay. Thì tất nhiên là bên hậu phải ăn lại xe. Tuy nhiên các bạn có thể thấy bên tiền còn xe vào mã, tương lai sẽ phục chiến lược là xe 7 bình 6 chiếu tướng, và chắc chắn là bên hậu sẽ bị thua cờ mà thôi. Phân tích kỹ thì mới thấy là ở cái giai đoạn này bên hậu không thể nào lên tịnh. Nước cờ tưởng như rất chắc chắn nhưng không an toàn một chút nào. Hồng Chí cũng tính ra được hết, do đó anh mới không lên tịnh mà đi nước cờ chi sĩ. Bởi vậy ta mới thấy các bậc kỳ vương Trung Hoa tính toán vô cùng sâu xa các bạn ạ. Đứng trước đoàn thế liên sĩ phòng thủ rất dẻo này thì Kỳ Thánh tung ra một tuyệt chiêu, phải nói là mời cụ xuôi tôm về sĩ, đúng là quá đỗi đặc sắc. Các bạn thấy không, về sĩ và phế Pháo đúng là không thể tưởng tượng được, quá hay các bạn ạ. Lúc này thì nước cờ hay nhất của bên hậu cần phải đi, đó chính là lao mã chiếu tướng, buộc bên tiên phải lên tướng, sau đó thì mới ăn Pháo. Đi theo nước cờ này thì diễn ra một hình chế vô cùng phức tạp, buộc bên tiên phải ăn Pháo. Tuy nhiên bên hậu vẫn còn đó nước cờ ăn sĩ, và tương lai có thể lăng mã chiếu và hai bên đưa ra một hình thế tấn công vô cùng phức tạp. Tuy nhiên cái điều hay của ván cờ đó chính là lúc này Hồng Chí nổi lòng tham mà dùng xe ăn Pháo. Nhưng nước cờ mà người ta thường phí cho Kỳ Thánh đó là thần toán tử, hay còn loại là cẩm lý tàng châm. Đó chính là ở thời điểm này ông nhẹ nhàng lên sĩ, một nước cờ tưởng chừng dư rất bình thường nhưng nó lại đưa thế trận của ông rất an toàn, tương lai có thể xuất tướng quá đẹp. Các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là lúc này bên hậu phải chạy xe ra sao đây? Có hai hướng, hướng thứ nhất là thoái xe về, tưởng chừng như rất an toàn, nhưng Kỳ Thánh chỉ cần nhẹ nhàng điều xe vào lộ 4, tương lai xuất tướng thì các bạn có thể thấy là bên hậu muôn vàn khó khăn. Do đó trong thực chiến thì bên hậu thoái xe 1. Nước cờ thoái xe của Hồng Chí là áp dụng chiến thuật bỏ trước mà lấy sau. Lúc này Kỳ Thánh thịt ngay Pháo, còn Hồng Chí tất nhiên là không thể chiêu tướng, bởi vì chiêu tướng Kỳ Thánh sẽ xuất tướng, và các bạn thấy là bộ ba xe Pháo mã sẽ phòng thủ được hết. Do đó Hồng Chí nhẹ nhàng thoái mã về đuổi xe. Nếu lúc này Kỳ Thánh tham quân mà chạy Pháo chiêu tướng thì tất nhiên bên Hồng Chí chỉ cần về sĩ. Và các bạn có thể thấy là với đôi xe truy kích mã và Pháo thì chắc chắn là bắt lại cây. Do đó bên Kỳ Thánh cũng không có lợi lộc gì nhiều. Trong thực chiến thì Kỳ Thánh giữ quân Pháo đầu mà nhẹ nhàng phế lại cây hết sức hay, phải nói là một nước cờ đẳng cấp. Lúc này thì Hồng Chí ăn lại cây, Kỳ Thánh lại tiếp tục phế cây bằng nước cờ lao xe xuống, tấn công trực diện vào điểm yếu của đối phương. Vấn đề đặt ra là lúc này Hồng Chí có dám ăn Pháo hay không? Nếu anh tham ăn Pháo, ngay lập tức Kỳ Thánh sẽ chiêu tướng, buộc tướng phải thượng, sau đó cắm xe chiêu tướng, thượng tướng thì mới móc đít. Các bạn có thể thấy buộc tướng phải xuất. Lúc này thì Kỳ Thánh không thèm ăn xe đâu, mà sẽ nhẹ nhàng ăn sĩ, sau đó mới thoái xe 1. Các bạn thấy là nước cờ xe 8 thoái 1 sẽ là cái dấu chấm hết cho bên Hồng Chí. Do đó mới thấy những cái đòn tấn công của bên Kỳ Thánh nó vô cùng độc địa, buộc Hồng Chí không còn nước cờ nào hay hơn, đó chính là xuất tướng.
Kỳ Thánh nhẹ nhàng chiếu tướng. Sau khi Hồng Chí lên tướng thì tiếp tục thoái xe về để chiếm vị trí đẹp. Sau đó mới điều pháo qua. Đó là những nghệ thuật tranh tiền hết sức hay. Và tất nhiên là bên ông không thể nào vào tướng, bởi vì sẽ dính đòn xe lệch. Chỉ còn nước cờ duy nhất, đó là về sĩ mà thôi. Lúc này thì Kỳ Thánh tiếp tục đòn chiếu tướng để tướng lên vị trí xấu, sau đó mới nhẹ nhàng thoái pháo về. Các bạn thấy những nước cờ nó vừa hay và độc đáo, nó đánh toàn vào những điểm yếu trong hình trận của đối phương. Đứng trước những đòn quá độc ác này thì bên Hồng Chí chỉ còn những cách chống đỡ hết sức bị động, đó là điều xe qua lộ 2. Và tất nhiên Kỳ Thánh ngay lập tức lao xe qua chiếu, buộc phải lên sĩ, thoái xe về chiếu, buộc phải xuống tướng, dã thẳng vào sĩ, buộc phải vào tướng, tiếp tục là đòn chiếu tướng, buộc phải thượng tướng. Sau đó là đòn C6 tân 2, đang phục chiến lược là hai xe đánh đòn xe lửa dồn toa. Có thể thấy sát cuộc đã hình thành. Do đó, Hồng Chí ngậm ngùi buông cờ mà chịu thua. Trận đấu bắt đầu, anh Nhất bày thế trận quá cung pháo. Về phần mình, cụ Triệu có thể lựa chọn chiến thuật ả trung pháo để đối công. Tuy nhiên, cụ bình tĩnh triển khai lộ mã. Anh Nhất thúc tốt để đều mã của cụ, còn cụ thì bình tĩnh ra xe. Anh Nhất triển khai lộ mã. Lúc này cụ mới thúc tốt tương lai khai thông cho mã của mình. Về phần mình, anh Nhất nhanh chóng xuất xe, còn cụ Triệu thì nhảy bình phong mã. Có thể thấy hai bên triển khai một thế trận khá rắn, một bên quá cung pháo, bên còn lại triển khai chiến thuật bình phong mã. Lúc này anh Nhất nhanh chóng triển khai với quân bên cánh trái, Triệu thúc binh để tương lai phát triển lộ xe. Còn anh Nhất thì lên tịnh với mục tiêu gia cố vững chắc hàng phòng thủ trung lộ. Cụ Triệu nhanh chóng tấn xe lên ba nấc để tương lai có thể đi C1 bình 4 khai thông cho xe của mình. Còn về phần mình, anh Nhất bình tĩnh lên sĩ để củng cố trung lộ. Cụ Triệu nhận thấy anh Nhất tuy tuổi còn trẻ nhưng đã lên sĩ tịnh củng cố trung lộ. Do đó cụ cũng không vội vàng mà nhẹ nhàng lên tịnh để xem anh Nhất hành xử ra sao. Lúc này thì anh Nhất tấn C1. Tuy nhiên trong khai cuộc hiện đại ngày nay thì người ta khuyên nên đi binh 9 tấn 1. Một nước cờ rất hay, khai thông cho mã của mình, đồng rời đặt ra vô vàn cạm bẫy. Nếu lúc này bên hậu thì tốt qua, thì bên tiên nhẹ nhàng lăng mã lên. Một nước cờ vừa đuổi xe, đồng thời lại dùng pháo đuổi pháo. Tất nhiên là bên hậu không thể dùng tốt ăn mã, cũng chẳng thể dùng pháo ăn lên, mà buộc phải chạy xe mà thôi. Lúc này nếu sai lầm mà thoái xe một, thì bên tiên sẽ nhẹ nhàng thịt ngay pháo, buộc bên hậu phải thịt xe qua. Lúc đó thì bên tiên ăn ngay tốt, đang phục chiến lược là điều pháo qua đuổi xe. Quân xe này phải co cẳng mà chạy. Khi đó bên tiên sẽ C2 tân 6 tấn công trực diện vào quân mã 7 của bên hậu, thì bên hậu sẽ bị lép nặng mà thôi. Do đó trong trường hợp này bên hậu chạy hợp lý nhất, đó là điều xe vào lộ 4, tức là đi biến thể số 2. Tuy nhiên bên tiên vẫn bình tĩnh mà ăn pháo, buộc bên hậu phải ăn lại cây bằng nước cờ tốt 1 bình 2. Khi đó bên tiên có một nước cờ rất đặc biệt, đó là C9 tân 8. Đứng trước nước cờ này thì một số các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là lúc này bên hậu điều xe qua đuổi pháo, nếu pháo chạy thì mất xe, do đó bên hậu có thể phản tiên. Nhưng không phải như vậy đâu, bởi vì bên tiên sẽ có thủ pháp tấn pháo xuống để giữ pháo, đồng thời lại dùng pháo để truy kích mã. Một nước cờ vô cùng đặc sắc, phải không các bạn? Nếu lúc này bên hậu khai thông bằng nước cờ bình pháo để mời đấu xe, giải tỏa thế trận, thì tất nhiên bên tiên không đấu xe mà lại điều xe qua, hai xe dùng tiêu diệt một xe, quả là vô cùng đặc sắc. Các bạn có thể thấy trong hình cờ này, nếu mà bên hậu ăn xe lên thì bên tiên thì cần nhẹ nhàng thịt xe, đồng thời hệ thống pháo mã của bên hậu ở bên cánh trái là điểm yếu để bên tiên khai thác, và bên tiên chắc chắn sẽ ưu thế và giành thắng lợi. Chúng ta hãy quay trở lại với thực chiến của ván đấu. Trong thực chiến, anh Nhất triển khai lộ xe. Cụ Triệu nhận thấy quân xe đi chưa được hợp lý, do đó ngay lập tức phóng pháo qua đuổi xe. Một nước cờ phải nói là vô cùng đặc sắc của cụ. Lúc này thì anh Nhất thoái pháo về,
để mời gọi đấu quân. Tuy nhiên, cụ đâu có dại mà đấu quân lại chạy pháo về Hà. Anh Nhất nhanh chóng phóng xe lên để chiếm lĩnh Lộ Cao. Về phần mình, lúc này cụ Triệu bình tĩnh điều pháo qua biên để tương lai xuất động lô xe. Có thể thấy, cụ tuy đi sau nhưng đi những nước cờ rất chuẩn mực. Còn về phần mình, anh Nhất điều pháo vào Lộ 7 để tương lai ra xe. Cụ Triệu nhẹ nhàng xuất động lô xe để chiếm cứ một vị trí đẹp trên bàn cờ. Một câu hỏi sẽ được đặt ra lúc này là anh Nhất có nên phi tốt qua để khai thông vào lộ mã 3 của cụ hay không? Anh đi theo biến thể này thì cụ sẽ nhẹ nhàng phóng xe lên. Trong trường hợp anh phi tốt qua để dùng pháo mà nhỏ mã thì cụ sẽ có thủ pháp phản đòn rất hay, đó là phóng pháo qua ăn tốt, đồng thời dùng pháo đuổi xe. Có thể thấy rằng quân xe lúc này rất khó chạy, chỉ còn cách duy nhất là chạy mã mà thôi. Khi đó thì cụ sẽ nhẹ nhàng thịt mã. Bởi vậy mới thấy nước cờ phi tốt lên tưởng chừng như rất hay, nhưng nó lại không hay một chút nào. Do đó trong thực chiến, anh Nhất bình tĩnh lên pháo, thể hiện sự tôn trọng tối đa dành cho cụ Triệu. Cụ Triệu tuy tuổi hơi cao một chút nhưng đánh rất máu lửa, lao mã lên để tấn công. Còn về phần mình, anh Nhất đưa pháo lên để ngăn chặn sự phát triển mã của cụ. Tuy nhiên, cụ bình tĩnh lao pháo qua ăn tốt đuổi xe, một nước cờ thể hiện sự bá khí rất mạnh của cụ. Lúc này thì anh Nhất chạy xe qua lộ 7 náu xe, còn cụ thì bình tĩnh thoái pháo. Nước cờ thoái pháo này rất khó chịu, nó đang ghim bộ pháo và xe của bên anh Nhất. Bởi vì chỉ một chút sai lầm thôi, anh Nhất hoàn toàn có thể mất xe bất cứ lúc nào. Do đó anh với lại điều pháo vào để đuổi mã trước, buộc cụ phải thoái mã. Sau đó thì anh lại chạy xe để đưa về vị trí an toàn mà thôi. Đứng trước nước cờ náu xe của anh Nhất, cụ Triệu thầm nghĩ rằng anh này tuy tuổi còn trẻ nhưng đánh cũng rất chắc chắn. Bây giờ muốn xuyên thủng hàng phòng tử của anh ta thì mình cần phải có những thủ pháp kinh người. Nhận thấy quân tốt 5 lúc này là cái điểm mà mình có thể công kích, bởi vì mình đang có pháo biên. Do đó ngay lập tức cụ mới thúc tốt lên. Nếu mà anh Nhất chủ quan để cụ thúc tốt 5 qua sông thì rất nguy hiểm. Do đó anh mới lại thoái pháo về, lại là một nước cờ phòng thủ. Có thể thấy ở giai đoạn vừa qua, anh Nhất cứ co về phòng thủ, còn cụ Triệu thì đánh cờ hết sức là chủ động, lao lên phản công. Lúc này thời cơ đã đến. Nước cờ này bên hậu có một thủ pháp tấn công rất hay, mình sẽ dành cho các bạn khoảng 5 giây để cùng suy nghĩ nhé. Ok, thời gian đã hết. Khi mình đang nhìn cờ này lên táp cộng đồng thì một số anh em đề xuất cái phương án phản công dành cho bên hậu, đó là thúc binh 5. Chúng ta hãy xét về phương án này nhé. Lúc này thì bên tiên sẽ ăn tốt lên, bên hậu ăn mã qua, thì bên tiên sẽ đóng ngược trung pháo. Đồng thời tương lai có thủ đoạn là pháo 6 tấn 5 để truy kích quân mã của bên hậu. Có thể thấy là hình cờ diễn tiến tới đây thì bên tiên chẳng có vấn đề gì mà phải suy nghĩ. Vậy thì nước cờ nào là đặc sắc dành cho bên hậu lúc này? Trong thực chiến với đẳng cấp của mình, cụ Triệu tung ra một nước cờ cực cao, đó là nước cờ tấn pháo. Phải nói là một nước cờ phế cây vô cùng đặc sắc. Khi mà anh Nhất vừa ăn pháo qua thì thông thường mà nói, cụ Triệu sẽ có thủ pháp là tấn binh 1 qua để bắt pháo, buộc anh Nhất phải tấn pháo lên giữ. Nếu mà đi theo hướng thông thường là ăn tốt xuống thì bên anh Nhất chỉ cần ăn pháo qua, hình cờ nó cũng ổn định mà thôi. Tuy nhiên cái hay là ở thời điểm này cụ không ăn tốt xuống mà cụ thúc binh 3 qua. Phải nói là cái nước cờ phế pháo ở giai đoạn trước cộng với hai nước cờ tấn tốt này nó mới vô cùng đặc sắc ở hình cờ này. Trong hình cờ tối tăm như bối cảnh trong tiểu phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Đố thì anh Nhất chẳng thể ăn tốt lên, bởi vì lúc đó cụ Triệu sẽ thịt pháo, quân mã không thể chạy về, chỉ còn cách lao lên. Khi đó cụ sẽ điều tốt vào tiêu diệt quân mã. Hình cờ tới đây thì bên anh Nhất chắc chắn là toang mà thôi. Do đó trong thực chiến thì anh Nhất đành điều xe lên để tương lai có thể thịt tốt của cụ. Tuy nhiên cụ đánh theo nguyên lý là tốt huynh đệ, điều hai tốt áp sát với nhau, đồng thời đang phục chiến lược là tấn tốt để bắt chết pháo của anh Nhất. Do đó anh lại phải chạy xe qua.
Khi đó cụ mới nhẹ nhàng thì pháo. Quân pháo của anh Nhất ăn qua thì cụ mới thúc tốt xuống. Nước cờ vô cùng dũng mãnh. Lúc này anh Nhất co cẳng mà chạy pháo thì cụ tiếp tục thúc tốt đuổi xe. Đúng là gặp thời thì tốt bá vương, còn xe thì chạy co cẳng, lại đành phải chạy tiếp. Lúc này thì bên cụ Triệu không vội thúc tốt mà nhẹ nhàng lao mã lên để tương lai có thể ăn tốt đuổi pháo, đuổi mã. Về phần mình, anh Nhất thể hiện sự quái bằng nước cờ tấn pháo để ghim cây. Nếu lúc này mà cụ Triệu non tay thì cụ sẽ không dám bày mã. Nhưng anh Nhất đâu ngờ cụ đang trên đỉnh cao phong độ, chẳng ngần ngại mà ngay lập tức phi mã đạp tốt mời đấu cây. Một màn đấu cây được diễn ra, anh Nhất thịt mã của cụ thì cụ nhanh chóng thịt pháo. Khi anh thịt xe thì cụ ăn mã về. Cùng điểm qua về lực lượng thì bên anh Nhất còn xe hai mã, trong đó quân xe và quân mã biên ở vị trí vô cùng tối tăm. Bên cụ Triệu có xe pháo mã, lại có tốt qua sông thì cụ đã ưu thế rất lớn rồi. Vấn đề chúng ta cùng xem cụ xử lý anh Nhất ra sao. Trong hình cờ này, anh Nhất có nước cờ bay mã đuổi ba cây của cụ. Nước cờ trông rất là mạnh, tuy nhiên cụ nhẹ nhàng phòng thủ bằng nước cờ pháo một bình ba. Tất nhiên là anh Nhất sẽ thì tốt đầu. Còn về phần mình thì cụ Triệu bình tĩnh bay mã để ngăn việc anh Nhất bay mã chiêu tướng. Trong tình thế này thì anh Nhất chạy xe trước, còn cụ Triệu thì lên sĩ để củng cố trung lộ cho phòng thủ chắc chắn, rồi sau này mới nghĩ tới việc tấn công. Anh Nhất thúc tốt đuổi pháo của cụ thì cụ nhẹ nhàng thoái pháo về vị trí đẹp. Sau một hồi so đọ công lực, điều binh khiển tướng, quân mã 5 của anh Nhất trở nên vô cùng lạc lõng, do đó nó lại thu mình về để phòng thủ. Cụ Triệu khi thời cơ đã đến, tấn xe đuổi mã, nước cờ vô cùng uy mãnh, buộc quân mã lại phải chạy. Cùng quan sát hình cờ, các bạn có thể thấy quân xe và quân mã lộ 9 của bên anh Nhất nó trở nên vô cùng lạc lõng, nó dẫm chân vào nhau, do đó cụ Triệu điều pháo qua nhòm xe. Quân xe lúc này nó trở nên quá đau khổ, nếu xe chạy qua thì cụ sẽ tấn tốt. Lúc này thì xe không thể chạy vào, chỉ còn nước cờ duy nhất là thoái mã về đuổi lại xe. Tuy nhiên cụ Triệu chỉ cần thoái xe về, hình cờ tới đây thì bên anh Nhất chắc chắn là vẫn vấn mã mà thôi. Do đó trong thực chiến thì anh lao mã lên để hy sinh. Và tất nhiên cụ Triệu thịt ngay mã. Anh Nhất tuy bị mất quân mã nhưng bù lại quân xe được giải thoát. Về phần mình, cụ Triệu thoái xe về Hà để tương lai chuyển làn tấn công. Anh Nhất điều xe để nhòm mã của cụ. Nếu lúc này cụ chạy mã thì anh sẽ đơn giản thịt ngay hàng tốt của cụ. Do đó cụ không chạy mã mà thoái pháo về để bảo vệ mã. Lúc này anh tấn tốt biên lên với mục tiêu là tương lai sẽ mã 4 tấn 3 để mục tiêu đá hòa. Cụ biết rõ ý đồ của anh mới điều xe qua lộ 8. Và quả nhiên anh Nhất thì tốt để mưu thế đấu cây. Tất nhiên là sau khi đấu cây thì cụ Triệu mới tấn pháo lên để mục tiêu đóng vào trung lộ. Tuy nhiên để có thể đánh hòa thì anh Nhất cũng liều mình mà ăn tốt mà thôi. Về phần mình, cụ Triệu bước 1 tấn xe chiếu tướng, buộc anh phải về sĩ. Lúc này cụ nhận thấy có thể điều pháo qua biên với mục tiêu là tấn pháo để đánh công vào đường đáy, đồng thời đuổi xe, buộc anh Nhất lại phải chạy xe. Tiếp đó cụ nhẹ nhàng vào tốt để áp sát kiểu cung. Về phần mình, anh Nhất lên sĩ để củng cố trung lộ, còn cụ Triệu đơn giản là tấn pháo xuống để đang phục kích chiếu rút bắt chiếc xe. Anh Nhất thoái xe về vị trí an toàn. Lúc này cụ Triệu chưa thể bắt được quân gì của anh Nhất, do đó cụ nhẹ nhàng thúc tốt xuống. Đó là nước cờ hết sức phù hợp, tương lai nó kép kiểu thì bên anh Nhất toi. Trong tình thế này, anh Nhất điều xe qua biên để tương lai có thể sẵn sàng hy sinh vào pháo. Còn phần mình thì cụ Triệu bình tĩnh đưa tốt áp sát kiểu cung. Có thể thấy hình thế của anh Nhất là muôn vàn khó khăn. Anh thoái xe về một nấc để ngăn cản cụ chạy pháo. Tuy nhiên cụ đâu có cần quan tâm mà nhẹ nhàng về sĩ với mục tiêu đưa tướng thượng lên để phối hợp với tốt tấn công. Lúc này anh Nhất liều mình đưa tốt qua mời cụ ăn tốt, nhưng cụ đâu thèm ăn tốt mà nhẹ nhàng lên tướng. Quả là đau khổ cho anh, anh lại phải chạy tốt vào. Chỉ chờ có vội cụ mới điều tướng qua lộ 4 để hộ công cho tốt. Một vấn đề đặt ra là lúc này anh Nhất có nên chi sĩ để dùng xe đuổi tốt hay không.
thì nếu đi theo biến này, cụ Triệu chỉ cần nhẹ nhàng thoái xe chiếu tướng. Tới đây, anh Nhất có thể lên sĩ, hoặc anh có thể thoái xe ăn pháo, thì cả hai biến về cơ bản đều như nhau mà thôi. Chúng ta hãy xét trường hợp anh thoái xe về ăn pháo, thì cụ Triệu sẽ chiếu tướng một phát là anh toi đời mà thôi. Thế còn trong trường hợp mà anh lên sĩ để củng cố trung lộ, thì cụ sẽ điều xe qua Bát Tịnh. Quân Tịnh này không có con đường nào hơn, lại phải chạy. Cụ tiếp tục chạy xe qua một bước, Tịnh lại phải về, cụ tấn xe Bát Tịnh, thì quân Tịnh cũng toi đời mà thôi. Do đó mới thấy cái biến thể chi sĩ lên là bên anh Nhất chắc chắn là toi. Do đó anh chạy tốt vào, còn cụ Triệu chỉ bình tĩnh thoái xe về. Anh Nhất nhận thấy rằng hình cờ không thể chống đỡ được, bởi vì cụ Triệu sẽ có đoàn chuyển xe qua Bát Tịnh. Do đó anh buông cờ mà chịu thua. Trong trận đấu này, khoái đao hiệp cách cảnh U Dương 7 trận quá cung pháo để đại chiến thiên hạ đệ nhất anh hùng Vương Thiên Nhất. Để đối phó lại với quá cung pháo, bên Hậu có một số phương án như trong hình. Theo đường lối chính quy, đó có thể là tả trung pháo phương án số 1 hoặc khởi mã cuộc phương án số 2. Về phương án số 1, mình đã phân tích trong trận Kỳ Thánh Lý Lai Quần đánh với Hồng Chí. Phương án số 2, các bạn có thể xem lại Tân Đông Bắc Hổ Triệu Cung Vinh bức tử chiến thần Vương Thiên Nhất. Đây là một trận đấu cực hay. Và phương án số 3 có thể kể đến, đó là điệp pháo. Đây là phương án được sử dụng nhiều trong cờ giang hồ, thì mình sẽ phân tích ở các video sau. Để xem lại về các trận trước, các bạn có thể vô phần danh trái phát quá cung pháo để xem. Và mình cũng có để link ở dưới phần mô tả. Trong trận đấu này, Nhất sử dụng phương án khởi mã cuộc để nghênh chiến. Uông Dương bình tĩnh triển khai lộ mã. Nhất nhanh chóng xuất động quang mệnh, rất đúng với binh pháp. Uông Dương thúc một lộ binh để đè thế trận. Nhất cung cấp lộ còn lại để tiện bể phát triển mã trong tương lai. Uông Dương liên tịnh để củng cố trung lộ, tạo ra một hình trận vững chắc, tựa như xây thành đáp lý, khó mà khoan phá. Nhất cũng bình tĩnh triển khai lộ mã số 2. Uông Dương xuất động chiến xe đầu tiên đối phó. Nhất cũng liên tịnh tạo ra một hình trận vững chắc, tựa như kiềng ba chân. Hai anh chuẩn bị màn so đọ nội công. Uông Dương triển khai lộ mã biên, các cây của anh đều ở vị trí rất đẹp và chỉnh tề. Nhất rất máu lửa phóng pháo qua để đè thế trận. Đây là một nước cờ hay và đặc sắc anh em nhé. Nhiều anh em sẽ bảo chắc là chú em lại chém gió, vì trong hình này quân pháo phóng qua cũng chả có điểm đánh gì cụ thể. Chưa kể nếu mà bên tiên bay mã lên, tương lai thúc tốt ba qua sông đuổi pháo, đồng thời truy vào lộ mã 7 của bên Hậu, thì có mà chạy co cẳng. Nhưng anh em cứ bình tĩnh, vì điều mà Nhất mong muốn lúc này đó là bên tiên lao mã lên. Lúc đó Nhất sẽ lơ đi mà tiếp tục phóng quân pháo qua hà để tập trung đánh vào tốt đầu. Các anh em bên Hậu sẽ nghĩ quân tốt đầu có thể mất, lên sĩ thì có gì mà phải lo. Do đó cứ ấn tốt qua để truy vào lộ pháo. Và tất nhiên lúc này bên Hậu sẽ ăn ngay tốt đầu, buộc phải lên sĩ. Lúc này bên Hậu tung ra một đoàn cực cao ở giai đoạn này, anh em nhớ nhé, đó là phế ngay pháo bằng nước cờ thúc tốt lên, chỉ chờ cho bên tiên ăn pháo. Thì lúc này bên tiên đã ăn hơn một cây, nhưng bên Hậu tung ra một tuyệt chiêu vô cùng cao, vật pháo qua biên đuổi xe và bắt lại mã. Đứng trước đoàn này, bên Hậu sẽ bắt lại mã. Và điều quan trọng hơn là bên Hậu đã hơn được gì? Một quân tốt đầu, một quân tốt lộ 7 và một quân tốt biên. Và các bạn có thể thấy với đẳng cấp ngang nhau mà hơn nhau như vậy thì chắc chắn là bên Hậu sẽ giành chiến thắng mà thôi. Do đó mới thấy nước cờ phóng pháo qua là một nước cờ đầy rẫy cạm bẫy. Uông Dương là một đại cao thủ, không vì tham lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Bình tĩnh điều pháo vào lộ 7. Một nước cờ có hai mục đích: tương lai sẽ tấn tốt để đánh vào lộ mã của Nhất, đồng thời ra xe tạo ra hình trận đẹp. Nhưng Nhất thật bá đạo, không thèm quan tâm tới đòn đánh của đối thủ, cứ bình tĩnh xuất động lộ xe. Uông Dương thầm nghĩ: chú Nhất, chú hơi bị xem thường anh đấy, không biết chú có cao chiêu gì mà liều thế nhỉ. Đã vậy ta thúc tốt lên để truy vào lộ mã của chú, xem chú xử lý ra sao.
Nhất Bảo, anh thích thì cứ tấn công, anh định làm giang hồ mạng à? Không nói chẳng rằng Nhất đột nhiên phi mã lên bản hà, nước đi vô cùng uy mãnh. Uông Dương mừng thầm trong lòng, chú Nhất, chú chết với anh, rất nhanh chóng phi tốt vượt sông. Rồi thầm nghĩ, kiểu gì nó cũng phải an tịnh lên thôi. Sau đó mình ra xe chiếm lộ đẹp, hình trận của nó sẽ méo mó, tương lai để ổn định thì phải về định. Lúc đó thì mình lại lợi thêm một tiên nữa, kết hợp với ván này được đi tiên, nó thua chắc chắn. Nhưng Nhất mỉm cười, anh còn non lắm Uông Dương ơi, em tặng anh phi đao nè. Rồi đột nhiên ăn ngay vào tốt đầu, phế ngựa ngay, nước cờ làm rung chuyện bàn cờ. Đoàn phế mã quả là ghê gớm, đồng thời lại đuổi pháo lộ 7 của Uông Dương. Lúc này anh mới lờ mờ nhận ra mục đích thực sự của Vương Thiên Nhất. Anh tính, nếu ta ăn mã, lập tức nó sẽ vụt pháo qua tốt biên, dọa bắt xe của ta. Trong mình cờ này ta có 3 biến, nếu ta ăn xe của nó, lập tức nó sẽ ăn xe của ta chiếu tướng, đồng thời bắt nút con xe còn lại thì ta thua chắc. Còn ta sử dụng biến số 3, lao mã lên lộ 7, nó lại phụt pháo vào trung tâm chiếu tướng thì ta chắc chắn là thua. Do đó trong mình này ta chỉ còn cách thoái mã mà thôi. Lúc đó nó sẽ ngon lành mà ăn xe của ta, ta có thể ăn lại pháo của nó. Nhưng cái nguy hiểm ở trong mình cờ này là nó vẫn còn đó nước cờ tấn pháo chiếu tướng. Đứng trước đoàn này ta chỉ có 2 biến. Biến số 1 ta lên sĩ, nó tiếp tục tấn xe bắt chiếc mã của ta. Dính đoạn này ta vỡ trận và thua chắc, do đó ta chỉ có thể về tịnh mà thôi. Lúc đó nó tiếp tục tấn xe truy mã, buộc mã ta phải nhảy lên ngũ vào vị trí xấu. Trong mình cờ này nó hoàn toàn có thể an tịnh của ta, nhưng ta vẫn còn đó đoàn mã 5 tấn 4 để truy mã của nó. Với cái sự tinh xảo của Nhất, chắc chắn nó không an tịnh đâu, mà nó thoái xe về kim cô thế trận của ta. Lúc này ta chả khác gì Tôn Ngộ Không bị dính vòng kim cô, đúng là chua xót lắm thay. Ta phải làm sao trong tình thế này đây, đau đầu quá. Trong tình thế muôn vàn khó khăn và quá nhiều áp lực, Uông Dương tính mình điều xe qua để giữ pháo. Nếu mà nó ăn pháo của mình thì mình ăn xe lên, mình vẫn có thể ổn định hình trận và có thể chơi được. Nhưng Vương Thiên Nhất một khi cờ đã đến tay liền tung ra tuyệt chiêu Thiên Ngại Phi Tiên, ăn ngay mã của Uông Dương, đồng thời phục chiến lược bình pháo vào chiếu tướng bắt nốt xe lộ 2. Đứng trước đoàn này dù rất không muốn, Uông Dương cũng đành cam bái hạ phong, cởi giáp mà quy hàng. Điều đặc biệt đây mới là nước cờ số 10 của trận đấu, quá nhanh phải không anh em? Sau trận đấu một số fan sẽ hỏi, sao mà anh nhát thế, cứ như Trịnh Duy Đồng nó sẽ ăn xe lên ngay. Uông Dương bảo đồng ý là có thể đi nước cờ đó, nhưng lúc đó Nhất nó sẽ ăn xe của ta, ta hoàn toàn có thể bắt lại mã của nó. Nhưng các bạn cùng điểm qua lực lượng sẽ thấy bên ta còn 4 quân chiến, 1 xe 1 mã 2 quân pháo, bên họ còn 2 xe pháo mã. Vậy là quân chiến của ta đã quá kém. Cái điều quan trọng là trong mình cờ này ta không có điểm gì để tấn công họ, tức là ta vừa thua cây lại vừa thua thế. Nếu mà đánh thì ta làm sao mà chịu nổi. Cao cờ thì nên hàng cho quân sĩ đỡ khổ anh em ạ. Qua trận đấu này anh em có thể thấy tầm quan trọng của khai cuộc. Với những danh thủ hàng đầu khi đánh với nhau, chỉ một đoàn sai thôi là đã thua nhanh. Do đó ngày nay các bạn thấy các danh thủ đánh như sách là cũng phải thôi. Sau trận thua muối mặn này, Uông Dương về nhà đóng cửa, tịnh thân, lên núi luyện công. Để rồi 2 năm sau đó đã phát minh quang đại, trở thành kỳ vương của Trung Hoa. Đúng là trên con đường thành công luôn có những vấp ngã, nhưng điều quan trọng là có dám đứng lên từ những điểm thất bại hay không, đó mới là quan trọng. Kể từ khi đăng qua Trạng Nguyên vào năm 2017, kỳ nghệ của đỉnh công siêu nhất lưu ngày càng được nâng cao. Chính vì thế các cao thủ hàng đầu như Vương Thiên Nhất hoặc Trịnh Duy Đồng mỗi khi gặp anh đều phải coi trọng anh hơn nhiều. Đó vừa là niềm vinh dự và cũng là áp lực dành cho anh. Hôm nay Hoàng Thông Cờ Tướng tiếp tục làm video về thế trận quá cung pháo. Mình xin giới thiệu tới anh em cuộc đối đầu đỉnh cao của hai kỳ vương hàng đầu Trung Quốc,
đó là Thục Xuyên Thiếu Hiệp Trịnh Duy Đồng và Kỳ Vương Từ Siêu. Cả hai anh đều được đánh giá cao ở khoản khai cuộc, đúng là cuộc chiến đỉnh cao. Mời anh em cùng bước vào trận đấu. Trong trận đấu này, Trịnh Duy Đồng được cầm đỏ đi tiên, lựa chọn lối chơi tán thủ, đó là quá cung pháo. Để đối phó lại, bên Từ Siêu có 4 phương án như trong mình. Ở các video trước, mình đã giới thiệu tới anh em phương án số 1 là đỡ bằng tả trung pháo, hoặc phương án số 2 đỡ bằng khởi mác cuộc. Để xem lại các biến này, anh em vô phần danh sách phát quá cung pháo và mình để link ở dưới phần mô tả. Trong trận đấu này, Từ Siêu sử dụng phương án số 4, thúc binh. Đây là một phương án hiện đại và được đánh giá rất mạnh vì nó giúp lộ mã của Từ Siêu trong tương lai dễ phát triển. Để đối phó lại, Trịnh cũng bình tĩnh xuất động lộ mã đầu tiên. Từ Siêu nhanh chóng lên mã. Về mặt khai cuộc, bên Trịnh lúc này có 3 phương án để triển khai cây. Theo tư duy thông thường, Trịnh hoàn toàn có thể đi theo phương án số 2, xem 1 bình 2, hoặc là phương án số 1, binh 7 tấn 1 để tương lai có thể phát triển lộ mã 7 của mình. Nhưng Trịnh biết rằng Từ Siêu là một cao thủ khai cuộc. Bằng chứng là trong trận chung kết 2017, Từ Siêu đã dùng chiêu cấp tấn trung binh với một biến thể mà anh đã dùng thành công từ 17 năm trước đó, đột nhiên mang ra sử dụng và hạ đẹp Vương Thiên Nhất để từ đó lên ngôi vô địch. Mình có làm video phân tích với tiêu đề nước cờ 17 năm áp vụ thuộc chuyên đề cấp tấn trung binh, đó là trận đấu rất hay của Từ Siêu. Do đó trong trận đấu này, Trịnh quyết định sử dụng một biến hóa ít phổ biến, tức là biến hóa số 3, ưu tiên phát triển lộ mã, phương án chậm ra xe. Từ Siêu thấy Trịnh cố tình đi biến lạ, thầm nghĩ rằng Trịnh đã có chuẩn bị từ trước, do đó không vội đi phương án số 2, thúc binh để đè mã. Vì anh sợ rằng mới khai cuộc mà đi quá nhiều nước tốt thì dễ rơi vào cạm bẫy của Trịnh, do đó cứ bình tĩnh triển khai lộ mã, tạo thành thế trận bình phong mã để đối phó với quá cung pháo. Về phần mình, Trịnh lập tức thúc binh để tương lai phát triển lộ mã. Đối phó lại, Từ Siêu lập tức nhảy mã lên bàn hà, phong không cho việc Trịnh đi xe 1 bình 2. Và rất nhanh chóng, Trịnh cũng mã 7 tấn 6. Đây là một nước cờ rất tích cực của Trịnh Duy Đồng, với mục tiêu chiếm lộ đẹp, tương lai quân mã này có thể ăn tốt hoặc nhảy sang phần sân của đối phương để tấn công. Về phần mình, Từ Siêu liên tĩnh củng cố thế trận. Trịnh Duy Đồng với lối chơi chắc chắn và lề lội cũng không vội tấn công, cứ liên tĩnh cho chắc chắn. Do không ra được trực xe nên Từ Siêu hoành xe cánh trái. Trịnh tiếp tục liên sĩ để tương lai có thể đi xe 1 bình 4, nước cờ quá rắn chắc của Thục Xuyên Thiếu Hiệp. Từ Siêu thầm nghĩ, Trịnh Duy Đồng nổi tiếng với lối đánh lề lội, chỉ cần hơn một tốt là quần cho đối phương dã rời. Rồi đột nhiên nhớ lại trận cờ tại giải vô địch thế giới 2015, Trịnh Duy Đồng dùng pháo mã tốt vần chết pháo mã của Lại Lý Huynh và nghĩ thấy ớn lạnh cho khả năng cờ tàn siêu hạng của Trịnh Thiếu Hiệp. Anh nhìn về hình trận của mình, quần mã lộ 3 kém phát triển, quần tốt lộ 3 thì dễ mất, quyết không để Trịnh đạt được ưu thế từ khai cuộc. Do đó anh tấn tốt để mời đấu. Trịnh thầm nghĩ, anh Từ Siêu đánh chắc chắn ghê, không muốn ta hơn dù chỉ là một tốt. Tuy nhiên trong hình này buộc phải ăn tốt qua rồi. Chỉ đợi Từ Siêu an tịnh lên, Trịnh phát ra rằng quân mã lộ 3 là điểm yếu, do đó điều pháo vào nhòm. Từ Siêu về tịnh để ổn định hình trận, nhưng như vậy tạo điều kiện cho Trịnh ra xe đuổi pháo. Từ Siêu để đối phó cũng xuất động lô xe. Các bạn quan sát, quân mã lộ 3 vẫn là điểm yếu cố hữu trong hình trận của bên hậu, do đó Trịnh xe 8 tân 6 để tương lai nhòm vào lộ mã này. Từ Siêu nhận rõ sự nguy hiểm của quân xe, do đó bình pháo để mời đấu. Nhưng đâu đơn giản như vậy, Trịnh điều xe để đuổi mã. Về mặt khai cuộc tới đây, Trịnh Duy Đồng đã quá đẹp, còn Từ Siêu có vẻ hơi đuối, nhất là quân mã bên lộ 3. Trong trận đấu này, dù biết trước khả năng khai cuộc siêu hạng của Trịnh Duy Đồng, mặt khác anh rất cẩn thận, đến quân tốt cũng chẳng cho Trịnh Thiếu Hiệp ăn. Ấy vậy mà chỉ sau một vài nước đấu tốt, thế cờ đã bị đuối. Từ Siêu cảm thấy những nước đòn đánh của Trịnh Thiếu Hiệp
nó nhẹ nhàng mà nặng chìm trịch. Đứng trước sự tập trung toàn lực tấn công vào lộ mã 3 của mình, nếu mà mình chạy mã, chắc chắn mất tốt đầu, quy về tàn thì không ổn. Còn trong trường hợp tấn xe dư mã thì hơi bị động. Trong tình thế áp lực và khó khăn, Từ Siêu vô tình tiện tay tấn xe đuổi mã. Đây là nước cờ đuổi ngựa từ đằng sau, vì nó tạo điều kiện cho ngựa chạy sang lộ 4. Sau nước cờ tiện tay của Từ Siêu, anh đã bắt đầu cảm thấy không ổn, vì đã đi một nước cờ thừa. Nếu cố tình đuổi ngựa nữa e là không ổn, vì tương lai chị sẽ điều xe giữ ngựa ngay. Do đó lại thoái xe về bảo vệ lộ ngựa 3 của mình. Trịnh Duy Đồng nhận rõ sự bối rối trong khâu tổ chức phòng thủ của Từ Siêu, nhưng anh nhận thấy cũng không nên quá vội vàng khai thác, cứ điều thêm xe vào trận chiến. Đây là nguyên tắc đánh chậm mà chắc chắn. Trong hình cờ này, Trịnh Duy Đồng đang phục chiến lược lăng mã sang lộ 6. Quân mã ở vị trí đó nó sẽ rất độc, vì chỉ cần chạy xe là nó có thể truy xe lộ 2 của bên hậu. Mặt khác các bạn để ý, tương lai bên tiên sẽ có thủ pháp xe 4 tấn 7 để đuổi pháo lộ 8 của bên hậu. Có thể nói nước cờ lăng mã sang lộ 6 là một nước cờ nhất cử lương tiện. Để đối phó ra sao trong hình cờ này sẽ là rất khó. Nếu mà đưa xe vào cô, lập tức vẫn bị lăng mã qua mời đấu. Sau khi đấu cây thì rất khó chống đỡ với nước cờ mã 6 tấn 7 chiếu tướng. Còn trong trường hợp tấn pháo lên để đuổi xe thì bên tiên sẽ lập tức có đòn mã 4 tấn 3 để hỏi sát, để chống đỡ buộc bên hậu phải xe 9 mình 7. Chỉ chờ có vậy bên tiên sẽ tấn xe đuổi pháo ngay. Các bạn có thể thấy trong hình cờ này buộc phải đấu cây. Sau khi đấu cây thì quân mã lộ 8 của bên hậu mới khó chạy. Nếu mà nó chạy, lập tức sẽ bị đòn phóng pháo qua đuổi đôi xe. Dính đòn này thì bên hậu buông cờ ngay. Do đó mới thấy ở trong hình cờ này là vô cùng khó đi. Trong thực chiến, Từ Chiêu thoái pháo về để tương lai kích xe của Trịnh Duy Đồng. Trịnh Duy Đồng đánh rất thực dụng, ngay lập tức ăn mã ngay, buộc hai bên phải đấu cây. Sau khi đấu cây, các bạn ý, quân tốt đầu không có quân bảo vệ, Trịnh Duy Đồng nhẹ nhàng ăn tốt, chiếm thực lợi. Cùng quan sát hình cờ, các bạn có thể thấy Trịnh Duy Đồng đang phùng nước C5 bình 2 để bắt chết mã của Từ Siêu. Đúng là nước cờ quá sâu và hiểm. Để đối phó với đòn này, Từ Siêu phóng pháo qua hà để sẵn sàng ứng cứu cho mã. Khổ nỗi đòn này vừa qua, đòn khác lại đến. Nhận ra trung lộ là điểm yếu, Trịnh tấn pháo qua hà để tương lai đắm vào đầu, đồng thời sẵn sàng có thể lăng mã sang lộ 6, vừa đuổi xe đồng thời lại dùng pháo đuổi mã. Đúng là toàn nước cờ hiểm mà Trịnh dành cho Từ Siêu. Từ Siêu trước tiên chạy mã ăn tốt, đồng thời mời đấu. Nhưng Trịnh đâu có cần quan tâm, lập tức đóng trung pháo, đang phục đoàn ăn thẳng xuống Tịnh và bắt xe. Nước cờ quá mạnh phải không anh em? Do đó đứng trước nước cờ này buộc Từ Siêu phải lên sĩ để phòng thủ. Nhưng lên quân sĩ nào lại là vô cùng đau đầu. Nếu mà sĩ 6 tấn 5 lập tức sẽ bị lăng mã đuổi xe, xe chạy qua sẽ bị xe 5 bình 4, và dính đòn này chắc chắn là bị sát cục mà thôi. Trong thực chiến thì Từ Siêu sĩ 4 tấn 5 chỉ chờ có vậy, Trịnh điều xe bắt pháo, đồng thời lại phụng nước cờ xe 7 tấn 3 để hỏi cục. Đứng trước đòn này thì bên hậu không có cách nào mà chống đỡ. Nếu mà điều pháo vào lộ 4 thì sẽ bị tấn xe chiếu tướng, thoái pháo về giữ thì sẽ bị mất pháo. Và như vậy các bạn có thể thấy độ tấn công của bên tiên quá mạnh, hơn cây và hơn thế thì kiểu gì cũng giành chiến thắng. Thế còn trong trường hợp điều pháo vào lộ 4 thì mất pháo, có thể thấy trong hình cờ này kiểu gì bên Từ Siêu cũng thua cây. Do đó chấp nhận buông cờ là hoàn toàn hợp lý. Một ván cờ thắng quá nhanh của Trịnh Thiếu Hiệp phải không anh em? Qua trận đấu này cho ta thấy quá cung pháo chậm ra xe cũng có nhiều đòn đánh rất hay. Và chắc hẳn rằng anh em đang quan tâm mấu chốt của ván cờ này là ở điểm nào, Từ Siêu đã bị sai ở đâu mà thua nhanh như vậy. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với giai đoạn đầu của khai cuộc anh em nhé. Mấu chốt và điểm sai của Từ Siêu trong trận đấu này
đó chính là anh đã thúc tốt để mời đấu. Và sau khi đấu cây thì bằng kỹ thủ pháp pháo 8-7 để nhỏ mã và tương lai xuất động nốt lộ xe, thì bên Trịnh Di Đoàn đã có một khai cuộc mãn ý và chiếm đắc lợi trên bàn cờ, sau này đã giành chiến thắng hết sức hợp lý. Thế thì vấn đề đặt ra là bên hậu phải ứng phó ra sao trong mình cờ này? Thì nước cờ được đánh giá mạnh nhất của bên hậu đó chính là thoái pháo. Mục tiêu chính của nước cờ này là gì? Đó là phá hoại bình 4 để đấu bỏ quân pháo mạnh lộ 6 của bên tiên. Mặt khác, nó sẽ chống đòn bên tiên mã 6 tân 7. Nó sẽ có nước cờ phá hoại bình 3. Có thể thấy nếu mà đi nước cờ phá hoại thái 1 thì bên hậu vẫn có thể ổn định được hình trận và hoàn toàn có thể chống đỡ được với các đòn tấn công của bên tiên. Anh em thấy trận cờ này hay không? Nếu hay thì nhớ ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.